Huyền My, sinh năm 1995, với gương mặt khả ái và THN hình, lý tưởng, cao 1, 74m, số đo 3 vòng 83, 62, 93. Á hậu một huyền mi nhận được rất nhiều sự ưu ái của công chúng sau khi cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014 kết thúc. Sau đêm chung kết, nhiều ý kiến cho rằng Á hậu huyền mi xứng đáng hơn với danh vị Hoa hậu Việt Nam 2014. Tuy nhiên, sau đó, cô vướng nghi án lộ hình mặc nội y phản cảm diễn trong quán bar và bị BTC cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014 triệu tập khẩn cấp để giải trình về việc này. Á hậu Huyền My sinh năm 1995 ngoài sở hữu gương mặt xinh đẹp, nụ cười tỏa nắng và chiều cao 1,74 m Huyền My còn là thí sinh biết giao lưu ứng xử hơn các thí sinh khác nhờ kinh nghiệm 5 năm, năm làm mẫu. Nhưng trái với dư luận đồn ào, cô gái 19 tuổi hài lòng với quyết định của ban giám khảo. Sau cuộc thi, cô sẽ trở về Hà Nội để tiếp tục việc học và tích cực tham gia các hoạt động từ thiện trước nay vẫn theo đuổi, Huyền Mi tên đầy đủ là Nguyễn Trần Huyền Mi, cô sinh năm 1995 và là con cả trong gia đình có hai người con. Bố của Huyền Mi đang làm ở viện Hàn L em M. Đức thuộc Đại học Bách Khoa Hà Nội còn mẹ làm việc ở thẩm mỹ Việt. Hiện tại, 2014, Huyền My đang sống cùng bố mẹ, em trai và bà nội trong một biệt thự rộng 800 m vuông tại Hà Nội. 14 tuổi, Huyền mi đầu quy. N vào Venus, và đi theo con đường làm mẫu chuyên nghiệp. Hai năm sau, cô được bà Bầu Hạ Vi đưa sang Trung Quốc để tham dự cuộc thi siêu mẫu CS. U Á 2011, năm ấy, Huyền Mì Cao 1, 71 mét. Xuất sắc vượt qua 35 thí sinh đến từ khắp nơi trên thế giới. Huyền My giành được giải thưởng người mẫu có khuôn mặt an ảnh nhất. Sau giải thưởng đầu tiên trong đời, cô gái trẻ về Việt Nam và tập trung phần lớn thời gian cho việc học. Bên cạnh đó, cô cũng nhận lời xuất hiện ở những chương trình thời trang trong nước. Công ty Venus miền Bắc là nơi huyền mi hoạt động từ lúc vào nghề. Đờ, y cũng là cái nôi của những CSN N dài khác như Andrea, Phan Hà Phương yêu thích chàng thủ môn Petracek, Chá Huyền Mi trở thành một fan đích thực của Chelsea. Nhờ vẻ ngoài xinh đẹp, cô được mọi người ưu ái gọi là niềm tự hào của cộng đồng fan hát. M1 Chelsea tại Việt Nam, năm 2014. Huyền Mi đến với cuộc thi hoa hậu với chiều cao 1 74 m và những số đo lý tưởng 83 62 đến 93. Cô hiện là sinh viên năm nhất học viện thời trang London, cô được xem là ứng viên nặng ký bên cạnh những cái tên khác như anh tú nguyễn cao kỳ duyên bảo như